thấy bác đang đứng ở giữa cái động này, bác cảm giác con người thế nào? Có thể nói là cũng rất là vinh dự được sự quan tâm của công ty. Công ty chúng tôi là công ty cổ phần Hồng Sơn, vâng. Nên là được sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng như là tổ chức của công đoàn hôm nay tổ chức cho anh em đến thăm hang động. Đây là một hang động mà có thể nói là từ thiên nhiên hùng vĩ mà đã ban tặng cho con người, và chúng ta cũng được thừa hưởng. Và xuống cái hang này tôi thấy cảm thấy là có một cái sự rất là hoành tráng của một cái hang thiên nhiên, nhưng mà đây là một cái sản phẩm rất là vô giá đối với đất nước ta cũng như là con người của Việt Nam. Bác đi đến đây mà lần thứ mấy rồi? Có thể nói là tôi thì cũng chưa đi lần nào đến đây, nhưng mà ở những cái khu vực khác ví dụ như là Quảng Ninh, Bái Bính thì tôi đã đi, nhưng mà đến đây thì cũng lại càng thấy thực sự là có những cái mà vẻ đẹp hùng vĩ thiên nhiên của đất nước ta. Và như thế này chúng ta cũng nên là tuyên truyền cho mọi người bảo vệ và cùng được hưởng những cái thành quả của thiên nhiên. Vâng, xin cảm ơn bác rất nhiều. Chúng tôi thay mặt bên công đoàn nữa cảm ơn bác. Thôi, xin chào anh.